Vua cá coi lên tiếng về tin ly hôn ca sĩ Hà Thanh Xuân. Từ khóa Hà Thanh Xuân hiện lọt top 8 xu hướng tìm kiếm của Google ngày 12 tháng 3. Nguồn cơn được cho là tin đồn vợ chồng ca sĩ Hà Thanh Xuân và doanh nhân Thắng Ngô chia tay sau hơn một năm kết hôn. Các tin đồn lan truyền trên mạng cho rằng cả hai đã hủy kết bạn Facebook với nhau, xóa nhiều ảnh chụp chung. Hiện theo quan sát của phóng viên, tài khoản cá nhân Thắng Ngô của doanh nhân không thể tìm thấy trên Facebook. Tài khoản của Hà Thanh Xuân hoạt động bình thường. Ảnh chụp chung gần nhất của hai vợ chồng đăng ngày 15 tháng 11 năm 2022. Phóng viên liên hệ doanh nhân Thắng Ngô cho hay, hiện chúng tôi chỉ quan tâm đến công việc kinh doanh, không có gì để nói về đời sống riêng tư. Những thông tin trên mạng xã hội không liên quan đến chúng tôi. Anh nói thêm, cả ngày nay liên tục nhận được tin nhắn hỏi thăm của bạn bè người thân. Doanh nhân cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Liên hệ Hà Thanh Xuân, chị không phản hồi về tin đồn. Sau đó, ca sĩ đăng ảnh di chuyển trên ô tô với chú thích. Sau cơn mưa trời lại sáng. Tháng 4 năm 2022, vợ chồng ca sĩ Hà Thanh Xuân và doanh nhân Thắng Ngô chia sẻ về tình yêu dành cho nhau trước thềm hôn nhân. Hai người quen nhau qua sự giới thiệu của một người quen. Thời điểm đó, Thắng Ngô và vợ cũ đã ly hôn, chỉ chờ quyết định công nhận thuận tình ly hôn từ tòa án. Sau thời gian tìm hiểu qua mạng, Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô chính thức hẹn hò. Họ nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Đám cưới của hai người diễn ra vào tháng 5 cùng năm, có sự góp mặt của nhiều ngôi sao trong nước và hải ngoại. Hậu đám cưới, vợ chồng ca sĩ bỗng trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Một bộ phận người dùng mạng tin rằng Thắng Ngô đã phụ bạc vợ cũ để đến với Hà Thanh Xuân. Sau đó, chị Thanh Đào, vợ cũ của doanh nhân lên tiếng giải thích, gián tiếp phủ nhận tin đồn Hà Thanh Xuân là người thứ ba, phá hoại hạnh phúc gia đình chị. Dù vậy, dư luận vẫn tiêu cực không lắng xuống. Doanh nhân Thắng Ngô tiếp tục bị người dùng mạng mỉa mai những câu nói ngôn tình dành cho hai người phụ nữ. Thắng Ngô từng nói về vợ cũ, rất may mắn khi có bà xã luôn đồng cam cộng khổ, nếu không có bà xã tôi đã không đứng ở đây. Nói về Hà Thanh Xuân, tôi rất khó cười nhưng chỉ vài tháng quen biết Xuân, thời gian tôi cười bằng cả đời mình cộng lại. Nếu vì tiền chắc chắn Xuân không chọn tôi vì có rất nhiều đại gia theo đuổi cô ấy. Sau quãng thời gian bị chỉ trích, Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô vẫn duy trì thói quen cập nhật cuộc sống chung, đăng ảnh tình cảm bên nhau. Ngày 8 tháng 3 vừa qua, Hà Thanh Xuân không nhắc đến chồng, vô hình chung làm dấy lên tin đồn chia tay.